Camera vô tình quay lại 30 sai lầm trở trường nhất không thể tin được đã xảy ra. Các cụ nói rồi đó các bạn, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Và để giúp cho các anh em có một ngày mùa đông vui vẻ và giải trí cực mạnh thì Quà Vui Cực Tôi lại tiếp tục ra thêm phần camera mới siêu thú vị và hài hước này đây. Các anh em chuẩn bị sẵn sàng chưa ta? Thôi thôi, vào việc nha, đợi lâu quá rồi, vô. Rồi, cậu động viên chơi hệ tâm linh. Cụ đưa con rắn cắn nát chân luôn các bạn. Cổ vũ như này mà không thắng là hơi buồn á. Cắn hết thằng này, cái nó sưng chân lên nó không đá được. Đây, đây, cắn đi, 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 cắn đi. Thời tiết này có người đi tắm biển kiểu, trời ơi, nhanh gọn lẹ không là bị lạnh nha, quá là phê. Các bạn biết rồi đấy, đây là hình ảnh chỉ có ở Việt Nam mà thôi. Người chứ hệ mình tao cần tất. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đừng bao giờ ngủ khi lũ bạn còn thức. Tôi khuyên mấy bà nha thiệt á, chân lý luôn luôn đúng nha. Thầy giáo phải nhắc mới biết, đã thế lại còn bị tròn. Quê. Anh chàng chỉ muốn unbox cái hộp mà cạc tông thôi ấy, thế nhưng mà ai dè hết đâu, rời luôn cái chai rượu ra ngoài. Trừ lương. Xoay xoay hồi mất phương hướng là tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình luôn. Khi nhà bạn không có búa kiểu, rồi thanh niên làm thế đi chi vậy trời, búa cũng có khả năng bluetooth hả ta. CCTV đã quay lại cảnh rất là hài hước anh em ơi. Thanh niên mang cái thùng sơn mất nắp đổ không trượt giọt nào. Đang nhảy với gái cái tự nhiên bị vỡ gan. Là về đi mày chết với bà. Khách Tây lần đầu đến Việt Nam kiểu, trời trời khi dễ hoài, chiến thần đó, đừng có mà đùa với tôi. Đi học nhưng vẫn không quên ngồi thiền. Tâm phải tịnh thì chữ nó mới vô đầu được nghe. Ủa gì vậy? Này thì ngửa bà ha. Đây là kiểu không biết lượng sức mình đó bà. Câu được con cá vừa to vừa sột quá trời. Đang mang lên cái tự nhiên. Ờ, tụi đi đây, vĩnh biệt cá sét. Nhà có con chó báo kiểu, không sao, để tao ăn hộ bánh kem cho. Thấy có vịt chạy xuống đường tưởng của trời cho, ông anh nhanh chân định bắt. Vịt của em chị ơi. Cậu đó đuổi thằng nhỏ ná thở luôn, bắt về bỏ vào bao cho chị nha. Anh đầu bếp vừa thể hiện một màn mãn nhãn múa chảo đồ nha. Cơ mà vừa đặt cái chảo lên kệ thế. Giỏi mà hơi hậu đậu tí nha ba. Cười đã tắt, đằng sau cũng tắt. Bởi vì anh tắt nụ cười chỉ toàn nhân lấy.
cái mái bao quá trời báo rồi. Hay là ông đừng làm phiền đi, hết xăng tôi tự dựng, máy xoa nền bê tông xét. Thế nào là tự chui vào thùng rác các bạn? Là như bé thỏ này nè. Thôi, cu tè mà hơi ngốc nghếch nha. Rồi rồi, để tôi cho các bạn xem là máy hút bụi mạnh đến cỡ nào nhá. Đến cái nỗi là bay nguyên cái hàm răng giả của ông chú luôn mà. Rồi các bạn coi nè, shipper giao hàng có tâm ghê không? Bánh pizza ứa hỏng trượt miếng nào luôn. Nhanh trí cho vào lò sấy khô liền. Cái đang đi trên đường phố nhưng vẫn muốn ngắm cái dung nhan của mình kiểu rồi phải sắm cái gương thiệt là to nha. Không biết là anh chàng này đang làm cái trò mèo gì luôn, trời, vừa trồng cây chuối vừa giải quyết nỗi buồn thiệt luôn đấy. Trình khui bia hơi xu nha em trai ơi, nhìn rồi nha, tôi làm trước này nha. Rồi đến lượt cậu đi. Tưởng mặt đất là ai dè cái mặt hồ. Gia đình đang hạnh phúc, còn tìm thấy tiền nè mẹ ơi. Thằng con báo bố rồi. Gà úp nồi thấm đẫm vị của trò và đất à, chắc ăn còn ngon đấy. Anh trai đang đứng đợi thang máy thì có cô gái xinh đẹp nhờ mở giùm chai nước. Bạn gái đã nhìn thấy rồi, quả này toang. Vâng, các bạn thân mến, hy vọng là sau khi xem xong video này, các bạn sẽ có một ngày thật là vui vẻ và xả stress cực mạnh á. Và nếu như anh em thấy hay thì nhớ cho tôi like, cho tôi subscribe đi mọi người. Còn bây giờ thì xin chào, bye bye nha. Hẹn gặp lại, bye.